Dạ, Sóc Thanh Trạch mến chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay em có về một số đồ gốm, đồ đồng và bức tranh gỗ để giao lưu cùng với quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 1B đầu tiên hôm nay thì em có một cái dĩa gốm Nhật nha quý cô chú và anh chị. Hàng thì liền lạc và lành lặn luôn. Cao của cái dĩa này là 6 phân, đường kính dĩa là 28. Rồi mã số 1B đầu tiên hôm nay em giao lưu với quý cô chú anh chị, cái dĩa này 800 ngàn, em bao phí ship cho quý cô chú và anh chị. Shop Thanh Trực ở phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của em là 0939663557. Đó cũng là số Zalo và phố của em. Rồi mã số 2B này thì em có 5 cái dĩa hột xoài này. Hơn thì liền lợt và lằn lặn luôn. Chân đế của nó có mọc hết nha quý cô chú và anh chị. Đường kính dĩa này là 24, ngang lại của nó là 16. Rồi 5 cái dĩa hột xoài này em giao lưu với quý cô chú anh chị 700 ngàn, em bao phí ship cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 3B này thì em có 5 cái dĩa màu xanh ngọc này. Hoàng thì liền lọt và lành lặn luôn, hoàng rất là đẹp luôn, ngang nước men lên rất là sáng bóng luôn nha quý cô chú và anh chị. Chân đế của nó đều có mọc hết. Cao của cái dĩa là 4 phân, đường kính dĩa là 20. Rồi ba cái dĩa, 5 cái dĩa này em giao lưu với quý cô chú anh chị 700 ngàn, em bao phí ship cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 4B thì em có 4 cái chén Nhật này. Hoàng thì liền lọt và lằn lặn luôn. Hoa văn họa tiết của nó là được vẽ bằng tay luôn nha quý cô chú và anh chị. Đó, nước men của nó rất là sáng luôn. Cao của cái chén là 6 phân, ngang miệng chén là 10 phân rưỡi. Rồi 4 cái chén này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 1 triệu, em bao phí ship cho quý cô chú anh chị. Rồi mã số 5B này thì em có 3 cái tô này. Đó. Hoa văn họa tiết của nó là vẽ bằng tay. Bên này nó có 3 cái tô nhỏ như vậy nữa. Hoàng thì liền lọt lành lặn luôn. Chiều cao của cái tô lớn này là 5 phân. Đường kính của nó là 16 phân. Đường kính của cái tô nhỏ này là 8 phân. Hàng rất là đẹp nha quý cô chú và anh chị. Nước men của nó rất là sáng luôn. Rồi ba cái tô lớn và ba cái tô nhỏ này em giao lưu với quý cô chú anh chị 800 ngàn. Em bao phí ship cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 6B thì em có 2 cái nha. Đó, 2 cái tô này. Nó một cái dĩa và một cái tô này. Hàng thì liền lọt và lành lặn luôn. Chân đế của nó có mọc luôn nha quý cô chú và anh chị. Cao của cái tô là 5 phân. Đường kính của nó là 14 xăng rưỡi. Đường kính của cái dĩa này là 12 xăng. Rồi một cái tô và một cái dĩa nhà. Hai cặp này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 400 ngàn. Em bao phí ship cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 7B thì em có 2 cái tách trà này. Một cái ly và một cái dĩa. Nó không có bình ngang quý cô chú và anh chị. Hòn thì liền lọt và lành lặn luôn. Chân đế của nó đều có mọc hết. Chiều cao của cái ly là 7 xăng, ngang miệng ly là 7 xăng rưỡi. Ngang của cái dĩa này là 15 xăng. Rồi mã số 7B này em giao lưu với quý cô chú anh chị một cặp này 500 ngàn, em bao phí ship cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 8B thì em có 5 cái dĩa thủy tinh này. Đó, hòn thì liền lọt và lành lặn luôn. Hoa văn của nó rất là đẹp nha quý cô chú và anh chị. Nước men thì rất là sáng luôn. Đường kính dĩa là 16. Rồi 5 cái dĩa này em giao lưu với quý cô chú anh chị 700 ngàn, em bao phí ship cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 9 thì em có 5 cái chén thủy tinh này. Hằng thì liền lọt và lành lặn luôn. Hằng rất là đẹp nha quý cô chú và anh chị. Cái màu hồng này nó pha với màu tím này nhìn rất là dễ thương luôn. Chiều cao là 5 xăng. Đường kính của nó là 11 xăng. Đó, rồi 5 cái chén này em giao lưu với quý cô chú anh chị 500 ngàn, em bao phí ship cho quý cô chú và anh chị.
shop Thanh Trực ở phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của em là 0939 663 557, đó cũng là số Zalo và Facebook của em. Rồi mã số 10B này, em có 5 cái dĩa. Hòn thì liền lọt và lành lặn luôn, hoa văn họa tiết của nó là được vẽ bằng tay hết. Đường kính dĩa này là 15 sân. Rồi 5 cái dĩa này em giao lưu với quý cô chú anh chị 700 ngàn, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Mã số tiếp theo, 11B, em có 5 cái ly uống trà. Không có bình ngang quý cô chú và anh chị, tại vì hàng em giao lưu về là nó được cái 5 cái ly này, em giao lưu lại với quý cô chú anh chị 5 cái ly này luôn. Chân đế của nó có mộc hay. Chiều cao là 6 phân, ngang miệng ly là 8 sân. Rồi mã số 11B này em giao lưu với quý cô chú anh chị 5 cái ly này 600 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã 12B này thì em có một cái bình bông. Hòn này hòn gốm năm bộ nhưng quý cô chú và anh chị. Ngang là 8 phân. Chiều cao của cái bình là 27. Chu vi hoành bụng là 51. Chu vi hoành đế là 30. Rồi mã số 12 này em giao lưu với quý cô chú anh chị cái bình bông này 1 triệu, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã 13 thì em có một cái chụp dĩa con gà. Hàng này thì nó còn khoảng được 80% thôi nha quý cô chú và anh chị. Tại vì có những cái dĩa nó cũng bị lỗi như thế này. Đó, nó bị lỗi như vậy. Hàng nó được liền được 80% thôi. Hoa văn của nó là được vẽ bằng tay hết, nhìn rất là đẹp nha quý cô chú và anh chị. Rồi một chục dĩa con gà này em giao lưu với quý cô chú anh chị 500 ngàn, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 14B, em có một cái bình nước giữ nhiệt, chất liệu của nó là bằng đồng, hòn thì liền lợt và lành lặn luôn. Này mình còn mở ra được nha quý cô chú và anh chị, gai đồ của nó cũng còn không có bị mòn rồi gì hết. Chiều cao của cái bình này là 26, chu vi hoành bụng của nó là 30, cân nặng của nó là 1,3 kg. Rồi mã số 14B này em giao lưu với quý cô chú anh chị cái bình nước giữ nhiệt này 1,5 triệu, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 15 thì em có một cái mâm treo tường, mâm dập nổi, tích của nó là một con rồng và một con phụng, ở đằng sau nó có móc treo tường. Ngang của cái mâm là 52, lọt lòng của nó là 40, cân nặng của nó là 1,2 kg. Rồi cái mâm này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 1 triệu, em bao đánh bóng và em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 16 thì em có một cây đàn dầu, chất liệu của nó là bằng đồng, hòn thì liền lợt và lành lặn luôn, ăn khói thì riêng theo đèn. Cái đèn này thì không có bị lủng chảy gì hết ngang quý cô chú và anh chị. Chiều cao thì từ ống khói mà xuống tới chân đế là 51, từ họng đèn mà xuống tới chân đế là 27, chu vi hoành bụng của nó là 37. Cái đèn này thì mình đựng được nửa lít dầu nha quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 16B này em giao lưu với quý cô chú anh chị cái đèn này 2,6 triệu, em bao đánh bóng và em bao phí xếp. Rồi mã 17, em cũng có một cái đèn này thì ống khói của nó là có logo nha quý cô chú và anh chị. Hòn thì liền lợt và lành lặn luôn, không có bị lủng chảy gì hết. Chiều cao từ ống khói mà xuống tới chân đế là 56, từ họng đèn mà xuống tới chân đế là 32, chu vi hoành bụng của nó là 43. Cái đèn này thì mình đựng được 1 lít dầu. Rồi mã số 17B này em giao lưu với quý cô chú anh chị cái đèn này 3,1 triệu, em bao đánh bóng và em bao phí xếp. Shop Thanh Trực ở phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của em là 0939 663 557, đó cũng là số Zalo và Facebook của em. Rồi mã số 18B này thì em có một cặp nai, một cặp tùng hạt. Hàng thì liền lạc và lành lặn luôn. Trên mình con nai này thì được đúc nổi những cái bông hoa mai rất là đẹp nha quý cô chú và anh chị. Chiều cao từ cái sần con nai mà xuống tới chân đế là 1,40 m. Chiều dài từ cái miệng con nai xuống cái đuôi con nai là 97. Chiều cao từ cái lưng con nai mà xuống tới cái chân con nai là 61. Chu vi hoành bụng của nó là 78. Một cặp tùng hạt này là một con đực và một con cái. Hai con này em bao với quý cô chú anh chị là 60 kg.
60kg hai con này. Rồi mã số 18B này em giao lưu với quý cô chú anh chị. Một cặp nai này 39 triệu. Em bao đánh bóng và em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 19B này thì em có một bức tranh. Chất liệu của nó là gõ đỏ. Hơn thì liền lọt và lành lặn luôn. Bề mặt bức tranh thì được cẳng ốc 7 màu. Tích của nó thì trọn nguyên thi đũa về làng. Chiều dài của bức tranh là 1m97. Cao của bức tranh này là 97. Rồi mã số 19B này em giao lưu với quý cô chú anh chị bức tranh gỗ đỏ này 24 triệu. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 19B cũng là mã số cuối clip ngày hôm nay. Thì một lần nữa em cảm ơn quý cô chú anh chị trong thời gian qua đã ủng hộ shop của em. Thì cuối clip thì em chúc quý cô chú anh chị được nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Và em cảm ơn.